Trước lượt đấu cuối của giai đoạn trụ hạng V-League 2023, câu hỏi căng thẳng nhất đối với giới hâm mộ là liệu câu lạc bộ Đà Nẵng có thể giữ vững vị trí trong giải đấu danh giá hay không. Đà Nẵng đang đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 11 điểm, kém hơn 3 điểm so với cả Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đạt 14 điểm. Tình hình này đặt ra nhiều kịch bản khả thi trước trận đấu cuối cùng. Dẫu cho Đà Nẵng giành chiến thắng trước Khánh Hòa với bất kỳ tỷ số nào, nhưng kết quả đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu ở trận đấu cùng giờ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cầm hòa nhau trên sân Thống Nhất. Lúc này, Đà Nẵng chỉ còn cách cầu nguyện rằng Bình Dương sẽ vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tình thế đó, Đà Nẵng và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng có 14 điểm và ưu thế trụ hạng sẽ thuộc về Đà Nẵng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trước tình hình căng thẳng như vậy, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, người có mối liên hệ sâu đậm với cả Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đã tuyên bố rằng Bình Dương sẽ chơi một trận đấu sòng phẳng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự tin tưởng vào lời tuyên bố này không được mọi người chấp nhận một cách dễ dàng. Sự lo ngại về tính minh bạch và sự thật của trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã nảy sinh sau khi nhiều thông tin trái chiều được lan truyền trên mạng xã hội. Những lời đồn đoán về một kế hoạch đen tối có thể đã thay đổi cục diện của trận đấu này, gây thêm sự phức tạp cho cuộc đua trụ hạng V-League 2023. Dù cho cuộc đua sẽ kết thúc như thế nào, sự căng thẳng và hồi hộp đã lan tỏa trong không khí và tạo thêm sự hứng thú cho người hâm mộ. Không ai có thể dự đoán chính xác kết quả của cuộc đua trụ hạng này, nhưng điều chắc chắn là nó sẽ mang đến nhiều cảm xúc và kịch tính cho những người yêu bóng đá. Trước lượt đấu cuối của giai đoạn trụ hạng V-League 2023, câu hỏi căng thẳng nhất đối với giới hâm mộ là liệu câu lạc bộ Đà Nẵng có thể giữ vững vị trí trong giải đấu danh giá hay không. Đà Nẵng đang đứng cuối bảng xếp hạng với chỉ 11 điểm, kém hơn 3 điểm so với cả Bình Dương và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đạt 14 điểm. Tình hình này đặt ra nhiều kịch bản khả thi trước trận đấu cuối cùng. Dẫu cho Đà Nẵng giành chiến thắng trước Khánh Hòa với bất kỳ tỷ số nào, nhưng kết quả đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu ở trận đấu cùng giờ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cầm hòa nhau trên sân Thống Nhất. Lúc này, Đà Nẵng chỉ còn cách cầu nguyện rằng Bình Dương sẽ vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tình thế đó, Đà Nẵng và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng có 14 điểm và ưu thế trụ hạng sẽ thuộc về Đà Nẵng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Trước tình hình căng thẳng như vậy, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, người có mối liên hệ sâu đậm với cả Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đã tuyên bố rằng Bình Dương sẽ chơi một trận đấu sòng phẳng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sự tin tưởng vào lời tuyên bố này không được mọi người chấp nhận một cách dễ dàng. Sự lo ngại về tính minh bạch và sự thật của trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã nảy sinh sau khi nhiều thông tin trái chiều được lan truyền trên mạng xã hội. Những lời đồn đoán về một kế hoạch đen tối có thể đã thay đổi cục diện của trận đấu này, gây thêm sự phức tạp cho cuộc đua trụ hạng V-League 2023. Dù cho cuộc đua sẽ kết thúc như thế nào, sự căng thẳng và hồi hộp đã lan tỏa trong không khí và tạo thêm sự hứng thú cho người hâm mộ. Không ai có thể dự đoán chính xác kết quả của cuộc đua trụ hạng này, nhưng điều chắc chắn là nó sẽ mang đến nhiều cảm xúc và kịch tính cho những người yêu bóng đá.